Hey yo, chào mừng cả nhà đến với kênh tập luyện của Tùng và Đùng. Và hôm nay thì Tùng sẽ tập được với một khách mời đặc biệt của Tùng. Đây chính là bạn Hải, 165kg nhá. Và chúng ta hãy chứng kiến hành trình của bạn Hải. Và đây là một series những bài tập giảm mỡ toàn thân riêng đặc biệt dành cho chúng ta đón Tết. Và không còn chần chừ gì nữa, tất cả 25 học viên trên Việt Nam và quốc gia thế giới chiến đấu thế nào? Yes! Rồi, chúng ta khởi động. Hôm nay thì chúng ta sẽ tập những bài tập ở các bạn sẽ nhìn thấy hai bên ạ. Một bên là người thừa cân nhiều, gặp vấn đề về xương khớp, tim mạch. Đó, một bên là huấn luyện viên Lê Y Pinh của Hùng đã theo rất là kỹ rồi, rất là đẹp đấy. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được nhìn thấy hai phong cách tập luyện chung một động tác. Đồng ý không ạ? Để chúng ta sẽ thấy gì ạ? Trong tập luyện chúng ta luôn có cách khắc phục. Hãy thay vì nói cân, hãy tập và tìm cách thích nghi. Đấy là cuộc sống. Đó. Tại sao mà ngày hôm nay thì chúng ta lại tập những bài này? Bởi vì là Hải, những bạn thừa cân nhiều thường gặp vấn đề về khớp gối đó và tim mạch, nên là trong cái thời gian đầu tiên thì Hải là sẽ làm sao sẽ cho tập những bài về kháng lực để làm sao không bị ảnh hưởng vào đầu gối, trong quá trình đấy cân nặng sẽ xuống và sức bền sẽ tăng lên. Kết hợp vào đó thì để giảm cân thì đương nhiên cái độ dinh dưỡng quá phải là nhiều. Ok, rồi chúng ta dướn này, chúng ta dướn cái chân theo. Hãy thử xem nhá, tập các nhà có nghĩ là Hải sẽ ngày hôm nay tập được hết video không ạ? Đó, hãy đón xem nhá. Rồi, và đây là chưa chuẩn bị trước một cái gì nhá cả nhà ơi, không chuẩn bị trước một cái gì cả, động tác hoàn toàn là bỗng nhiên. Yes, ngửa lòng bàn tay lên bầu trời và thở ra. Ok, xoay thức vào. Đó, ở bài này thì chúng ta nên kiễng chân thêm một tí, bởi vì khi chúng ta kiễng chân như này thì nó sẽ ăn thêm vào bắp chân. Đó, 4, 3, 2, đứng lên nào. Đứng lại, 1, 2, 3. Tùng sở hữu được các ngôn từ về các cụm khá là tốt. Các bộ đếm mà Tùng thuộc hết cả. 1 là 1, 2 là 2, 2 là 4, đúng không? Ok. Rồi, chúng ta xuống bài một squat ạ. Đó, chúng ta xuống này, chúng ta vẩy thêm tay xuống nha. Khi vẩy tay xuống này, tại sao nên thế? Ngoài việc là nó ăn vào tay thêm, nhưng quan trọng nhất là làm sao nó giúp chúng ta cân bằng về cơ thể. Xuống này, vẩy ra là thở. Đó, và cố gắng bấm cái mũi chân. Sâu. Ok. Lên. Thẳng. Ngang. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ tập một động tác gì ạ? Về vai. Cái bài này ấy, chúng ta cố gắng ưỡn cái người ra đằng sau này. Đó, ưỡn cái vai hơi mở ra đằng sau tí. Tiếp ạ. Lên. Cái cuối. Ok, bài thứ ba. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ thấy jumping jack ạ. Ôi, chúng ta sẽ nhìn thấy hai cách chơi. Nếu mà chúng ta muốn tập đốt nhiều calo, xương khớp chúng ta không gặp vấn đề gì, thì chúng ta bật nhảy ra như này. Ok không? Rất đẹp, giống bạn Hồng Lady. Còn thứ hai là chân chúng ta dang ra, dang dài ra như này. Đó, thì khi chúng ta dang như này, nó không ảnh hưởng vào xương khớp gì cả. Ok không ạ? Thở. Đó, chúng ta có hai cách chơi. Còn Tùng thì luôn thích như này, bởi vì nó đốt nhiều calo. Ok. Rồi xuống ạ.
Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ lại tiếp tục chiến một bài bụng. Đó. Và bài bụng này thì chúng ta sẽ tập 30 giây một bên nha. 30 giây một bên. Yes. À. Chúng ta để ý này, cái chân bên này này, chúng ta phải kiễng lên. Và bài bụng này là nó ăn vào cơ liên sườn ở đây này. Đó. Nên là chúng ta kiễng lên để nó không bị ăn gian. Chúng ta dẫm chân xuống đôi khi nó ăn gian. Ok. Rồi, xuống ra thở này. Tiếp đi ạ. Ở bài này ấy, rất là nhiều bạn bị sai. Tạ thì cầm bên này nhưng mà cứ như này. Đúng không ạ? Có nhiều bạn như này đúng không ạ? Cứ nghĩ là nó, bài tập nó ở bên này nhưng không phải. Nó ở bên này. Nhá. Đó, cái bên tạ này này nó có tác dụng là tạo ra một cái lực cân bằng. Đó, để kháng lực lại bên này. Nó tạo ra độ nặng. Ok. Yes. Và chúng ta đã đi được 1/2 hành trình rồi. Và em Hải, em cho mọi người nhìn thấy đi mình nhỉ. Hôm nay và về sau em có quyết tâm không? Nói. Quyết tâm không? Quyết tâm. Chắc chắn là quyết tâm. Yes. Và chúng ta hãy đón xem hành trình của Hải. Hải sau này sẽ quay YouTube với Tùng rất là nhiều. Và hãy tập cùng Hải để xem ai khỏe hơn ai. Có thể bây giờ các bạn khỏe hơn Hải, nhưng chưa chắc đâu nhá. Hãy chứng kiến hành trình và hãy cùng với đích với Hải và Tùng Nguyễn thế nào. Yes. Lên. Xuống. Lên. Rồi, chuẩn bị này gây khó khăn hơn này. Chuẩn bị đẩy tay lên trời này. Lên. Rồi, lại xuống cùng nhau. Nào, đẩy thẳng lên. Xuống. Lên. Đúng rồi. Yes, chúng ta thấy Hải tập tốt không ạ? Thở. Cái cuối nào. Ok. Mở ngang ạ, đẩy lên. Xuống vuông góc. Vào. Mở. Hít. Thở. Hít. Thở. Hít. Thở. Đó, mọi người hiểu cách tập chưa ạ? Thở. Ok. Rồi, chúng ta lưu ý cái mũi chân của Tùng này, đấm bên nào thì kiễng tay bên chân bên đó lên. Phù. Thở, mỗi lần chúng đấm chúng ta thở ra. Một tay như kiểu che gò má cả nhà. Tại sao che gò má? Giống như kiểu trong boxing ấy, che đỡ bị ăn đấm. Này. Thở. Thở. 3 2 Tuyệt vời. Tay để luôn thái dương. Tay để thái dương. Bắt đầu. Ok ạ. À. Rồi cả nhìn Hải tập đi ạ. Đó, tôi đâu phải nhà. Nào. Yes. Thở. À, cái hơi thở của Hải rất là tốt nhá. Cái cách điều hơi thở đang rất là tốt. Đó. Và như vậy thì chứng tỏ là đây chính là vai trò liên quan đến vấn đề đảm bảo về ăn uống nữa và kỷ luật nữa là chúng ta ngon. Tiếp. Tiếp. Ok.
Rồi chúng ta có thể nằm duỗi chân hoặc co chân lên đi. Hải co chân lên rồi anh Tùng. Lên. Đây là một bài về ngực nhá. Xuống hít này, lên thở này. Đó. Và chúng ta luôn luôn phải ưỡn ngực lên nhá. Ưỡn ngực lên. Và nhớ là các bạn hãy x2 đến x3 lần video chơi lên. Phụ thuộc vào cái cường độ sức khỏe của chúng ta. Ok không ạ? Ok, và bây giờ chúng ta giãn cơ. Rồi, bây giờ chúng ta co chân vào. Đó. Rất là dễ chịu phần lưng đúng không em? 4 3 2. Rồi chúng ta đổi chân ạ. Lại dùng co vào. Đó. Ba, hai, một, ok. Rồi, chúng ta đổ sang một bên. À, rất là dễ chịu lưng. Sướng không Hải? Lưng căng không? Sướng, sướng. Rồi, chúng ta lại về lại này. Và xuống chúng ta thở này. Và giữ nguyên nhá. Bốn, ba, hai. Rồi, lại về lại hít sâu. Về lại chậm thôi nhá. Xuống lần nữa nào, thở. Bên kia. À. Bốn, ba, hai. Ok, 3, 2, 1. Giờ chúng ta giãn phần xương tay lên, giữ nguyên nhá. Giữ nguyên. 3, 2. Rồi chúng ta lại về lại từ từ. Lên nào. Giữ nguyên. Căng nhận hết sức có thể cho tôi. 5, 4, 3. Về lại từ từ. Ok. 3, 2, 1. Rồi chúng ta bằng vai ạ. Rất dễ chịu. Rồi bạn ngược lại. Bạn xuống. Bạn ngược lại. Bạn xuống. Bạn ngược lại. Ok. Ôi, xin chào, cảm ơn cả nhà đã tập luyện ngày hôm nay. Nếu mà chúng ta cảm thấy buổi tập ngày hôm nay thực sự năng lượng, Hải trông như vậy thôi mà tập khỏe thế nhở, còn cảm giác còn khỏe hơn mình, thì chúng ta đã đến đúng nơi đúng chỗ rồi đấy. Và các bạn hãy nhớ rằng Tùng rất muốn những được gặp những bạn bè mỡ, những bạn thực sự thừa cân rất là nhiều, bởi vì có một khóa cốt online vô cùng khoa học được dành cho chúng ta, những bài tập phù hợp từ thể trạng, cân nặng, sức khỏe và chiều cao, những bài tập phù hợp với lứa tuổi, đặc thù nghề nghiệp, chế độ ăn uống không phải kiêng khem một cách đặc biệt, tập nó phải vui đúng không ạ? Và hãy đăng ký ngay khóa cốt online của Tùng Nguyễn để chào đón một cái Tết thật rạng rỡ nào. Đăng ký ngay. Bum bum.